Rồi, hello các bạn đến với kênh Sầu Ca Bé Lóc nha các bạn. Thì hôm nay Sầu Ca có đi qua bên Cù Lao này ở Vũng Liêm Vĩnh Long nha các bạn. Thì đi qua giao lưu với thằng em cũng lâu rồi, fan ruột nha các bạn. Thì giờ vô nhà của Trương Phạm chơi. Trương Phạm nói gà em thả cả ngàn con lận, giờ tự đi bắn cho Sầu Ca một con luôn. Đó. Cái này là Sầu Ca đi theo quay thôi. Máy đen hả? Đâu đây nè? Trời, chính xác không? Chứ để cái nào chạy mất sao? Ai biết? Chủ nhà cho gì lấy đó. Hút đầu rồi. Đó, thấy sướng chưa anh em? Đi giao lưu mà có fan đi săn gà cho mình luôn nghe anh em. Ở đây Trương Phạm trồng đủ loại cây cho anh em. Chưa tới mùa, tháng 5, tháng 6 mới có mùa nha anh em. Giờ đi theo thôi, tại vì người ta cho mà mình đâu có... đâu tự ý được. Chết luôn. Đây Trương Phạm trồng cái cây không anh em, sầu riêng bưởi nãy đãi Sầu Ca bưởi ăn đám anh em, nó chạy qua đây luôn rồi. Trời ơi, thấy nó chưa? Thấy nó chưa? Mấy cái này chín rồi. Gần gắn gần. Thấy nào không? Cũng khổ quá anh em, gà thả vườn mà. Gà phải đi dí.